Bạn anh nó hình sự quân nhất nè, nó nói nó xịt vô cái đụng má đéo có gì mà bằng, còn không gắt tiêu với ớt vô mặt nó. Đổi xe luôn, dục xe luôn mà. Nhưng mà À, mình nó gắt đâu có tiêu lấy luôn. xe được đâu phải không? Không, lên giữ chìa khóa. Xong rồi bắt đầu là mình cầm chìa khóa mình đóng. Hay lộn nào tới gần mình đóng luôn. Mình mở một con mắt ở xíu Ừ, à. có la Đại lên loại gì không? vậy đó. Nói chung là gì Có mà la cái đoạn mà bên ngay gần ngay tôi muốn tắt là chỗ biết rồi, anh biết chỗ đó mà, à được với biết sao không? Cái đám đó bây giờ đụng má nó làm à chuyên gì nghiệp đọc gì lắm, là đau tay luôn nè đám đó nó đi toàn là ẹt không à, phải không? nè mình nhớ rõ ràng luôn Ừ. kêu ê mình đang chạy 120 phải không mình cần lấy ngã ba mình quẹo vô nhà mình nếu kêu ê quay qua điểm cái xịt đúng mới xịt vô mặt luôn Đúng rồi đòi xe em, luôn nó biết thế hết má rồi, nó chuyên này nghiệp mà. Má ghê thật trời. má tức thiệt mà hình hình về 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 vẫn còn dân ấy xung quanh á nó lấy khăn lạnh nó đắp vô mắt mình nó đỏ rồi chú có bị chạy về đó Bạn anh á, hình sự quân mẹ nhất á, nó nó chỉ á, tức khi thiệt khi mà bị cái đó, đó là em lấy sữa tươi á, em mua mấy bịch em xối thẳng vô. sao tôi à Nó hấp thu cái đó đó, nó vô sữa là nó ra đỡ cay. à Em mà khăn em rửa nước càng rửa khăn càng ấy cay. à khăn lạnh á cái khăn mà ghê trong bịch á Ừ. nó lấy khăn lạnh nó biết nha nó nói ở đây cướp gì đó nó lấy khăn lạnh nó đắp vô mắt mình bỏ cái một bên Mình bao nghe mà lâu mới đã hết? à, tức Bao thiệt lâu mới hết? nghĩa là à, khoảng năm năm 50 phút cũng lâu à cũng lâu á Vậy là cái đỡ đỡ rồi nó chạy xịt em về là mắt xịt phớt rồi phải không? Hay là xịt tôi thẳng mắc vô gì mặt? nó chảy ướt Nó xịt phớt hay xịt thẳng vô mặt? thì cái mình nhớ không gầm là hàng S110 Ừ. cái nó kêu anh ơi cái nó kêu anh phải không Ừ. cái mình quay qua xịt má má cho mặt đủ má cái bỏ xe luôn mà lúc đó đang khựng ngã ba Ừ. đang quẹo khựng ba cái bỏ xe luôn giật chìa khóa ra tại vì 300 mi mà không ghi khóa cơ đâu lấy được Đúng bắt rồi. đầu đi dân nó vào nó đóng 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 bừa đóng đại luôn đụng mang nọc tới gần đóng lên đó cái xong Ừ. rồi cái mở được con mắt nhỏ xíu à cái xong rồi dân nó mới ùa ra mới đỡ mẹ qua là mất xe rồi Đụng má hên nó, với lại là em lanh nó, chứ gặp người khác mà đụng má má nó cay một cái là bỏ xe là nó cướp liền. Mấy này nó chuyên nghiệp lắm. giật chìa khóa quán giống như mình quán tính đó không Nó chạy tới 6 thằng luôn hả? giật chìa khóa là tới tới năm thằng năm Năm thằng thằng đi 3 xe hả? nhớ chứ mới nhớ một điều là Vigo nè Vigo đời mới Ed. với một Exciter cho 50 còn kia không nhớ Đụng không má. có Ôi, mà có quay đi đời mới đêm, đụng má đi đêm cẩn thận thôi. Má dạo này biết không, nó chơi đồ, nó làm đại lắm mày chỗ ơi. má mình chạy trăm mình 300 mi mà mình chậm chừng trăm trăm hai không á mình đồng hồ mình lúc nào cũng trăm 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 hai Nhưng không mà mà hiểu trong không, một quẹo hẻm á mình gì đông á mình khựng lại cái nó cũng canh mình đó rồi. Đụng má để sáng sáng mai tôi chia sẻ cái bài viết này, đụng má để cho người ta chú ý mới được. Má dạo này ghê quá. nghe ngày mai nhờ mấy anh em mình kêu chích chích lúc cơm sao này nói thiệt là chích xuất camera xong lấy viên số nè thiệt thiệt Ừ, nặng luôn đậu bắt không chết nghĩ mấy mẹ thứ mấy mà thằng này. má Má tức nó lắm đi này khỏe hả đâu khoắn đâu bây thì giờ không mình đi đi làm mà đậu cho má mày đi cho giật tay cho coi đồ. Đấm gì? đấm là bây giờ là sưng tay chảy máu luôn nè đấm nó luôn đụng má nghi Rồi cụp quốc lại phải không quốc xong đại rồi luôn. bắt đầu nó nhào vô Rồi. cái xong rồi đụng quốc quốc thí giống như kiểu như mình đâm đâm thí á mình cầm chìa khóa bông tay bông đấm Đấm má luôn. cụp 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 dính cái nào Đụng dính mấy dính mấy dính đó mình chạy đập ra chết nó cũng không sao thời nữa, mình dính đụng á chứ má quốc thí thêm. mình chết rồi Nếu mà thấy đường mà đập chết nó cũng đéo sao nữa. còn bây giờ mình không thấy đường mình nhắm đầy mình thấy mở đâu con mắt nó xíu mình Má thấy mày đường nào là mình má đâm mày đó cũng hay chứ, đụng đâm má dọc người lại ta là lại ta là dụi luôn rồi, không có khới đâu. Em là cũng lanh á, chứ đụng má không. vậy Đụng má gặp người bình thường éo lanh là bị cướp mình giống như xe. mình tại vì mình dân kẹt xe cho nên mình Ừ. có cái Cái gọi là má tức thiệt vô nhưng cùng mà phải không mình lên tính quay đó lại mình lẹ quay hơn. quay ăn kia ăn dân á nhưng Ừ. mà nghe nó nói mình cầm chìa khóa rồi thì chìa khóa hít Là đồng mấy hồ nào chạy mấy lúc chạy mấy má bên giờ vậy? phải chạy hết trơn xe luôn Hả, lúc mấy giờ? mới đi luôn nghe mới luôn Mới 1 giờ hả? để coi bây giờ mấy giờ ta Giờ 1 giờ bây giờ 50 là rồi. 1:51 khoảng 1 giờ Đồng má ghê thật. khoảng 1 giờ đó cỡ 1 giờ 1 giờ hơn đó Ừ. Để đăng bài này, mai nghe qua mai đăng bài này cho người ta chú chuyện ý mới khác mà được. ngày mai này giờ anh em công an chính lục cầm dao điệp À, hòa khúc đó là chỗ nào em, khúc đó nghe ngã ngay tư gì? ngay cái khoảng 145 Lê Quế đúng rồi Lê Văn một trăm bốn Quế mươi hả? lăm bốn sáu bốn bảy quận lối Ủa vậy là cái nói khúc chung là đó từ Lê Phú Xá qua cây xăng chút xíu tới anh nó gần qua cây cái xăng gì chút xíu mà gần à đối diện à đúng từ từ đối diện phòng công chứng Vũ Kim Quang đúng rồi đối diện à phòng công chứng rồi Vũ Kim Quang biết rồi nghe đó đó
từ đó chạy chút xíu nữa là tới cái tàu Phú Xã rồi phải không? Không, qua Phú Xã rồi, nếu mà đi từ hướng từ Thọng Hầu Tân Phú mình lên thì qua Phú Xã rồi, thì qua thì chạy lên Thiên Quang, biết rồi biết chỗ đó. Xã Cao Bằng á, ok, ngân hàng vậy đó. Để mai đăng cái bài này đâu mới cho anh em người ta chú ý với mấy chị nữ luôn nè, gặp là chết liền. Mà sao à, bữa ngày nghe để ý rồi, để ý là thấy nhiều lắm rồi mà hôm nay tính được mình mà ừ. Để hiểu mà mình thì... chạy ghê lắm bộ, mình chạy 120 không á, nhưng mà nó không đi ẹt độ mà, em mẹ nó đi ẹt độ mày chạy gì ẹt vậy, nó chạy 170 180 mà chạy lại nó quá với đây tầm giờ đâu nó hai con cuối nè, đau quá trời chảy máu lùm la thôi, mình nó mất xe là được rồi, hên rồi đó, may mắn rồi đó. Đụng má một mà chấp năm mà đụng không có gì bằng sợi cây, đúng là không có gì bằng sợi cây. Trời ơi, bạn anh là bình sự rồi, bị mấy thằng cướp nó xịt hoài đó. Thí dụ nha, mà nó nghe là nó đâm một cái mình còn má, phản ứng rồi nữa nha, còn anh xịt sợi cây là bố bỏ luôn, bỏ đúng rồi đúng rồi, xịt sợi cây là thua bỏ luôn rồi. Mà nước mắt chảy mà nó xuống mắt bây giờ là em lấy em đi mua sữa tôi á, em mua sữa tôi em rửa đi. Đang đang lấy đai đó, trường không có hết đâu mà bạn anh chỉ là nó bị hoài, nó chỉ nó kinh nghiệm lấy sữa tươi rửa hết cái mặt rửa hoài luôn. Sữa mà uống hả? Rồi cái sữa tươi không được á, sữa là cái sữa bạch đó. Chế vô mắt hả? Chế vô mắt hả? Em đổ thẳng vô em rửa luôn, nó hấp thu nó. Hấp... Vô mắt không nói nha, cái mặt nó bây giờ ra người luôn. Đúng rồi nó cay lắm, nó nói chung là không có gì bằng, còn hơn lấy ớt mà chét vô mắt nữa. Đúng không? Má hơn nhiều. Ừ, má nó cay lời lắm. Má nhiều mình bỏ tất cả luôn á. Ừ. Thôi mốt mày đi đêm mày bị đi không? Nó thấy em đi anh hát nó mới vậy á. Một là mày đi mô tô luôn, hai là mày đi đụng với xe mạnh luôn. Đúng không? Mà đi ẹt hay là hoặc đi chiếc quay á. Đi mô tô cũng bị cà khịa quại gì, đụng mẹ mấy thằng lồng ẹt, nó đụng mấy cặp mình. Nó cà khịa đúng không? Nẹt vô mình phải không? Ừ. Ở đây dặm một hai cái nó mất tiêu nó rồi, là bỏ. Còn đằng này đi anh hát mình đâu có ngờ tới. Nó lẹ. Đi mô tô thì nó đỡ hơn, lại mô tô nó biết nó cũng ít lắm, nó không dám. Chứ mày một là đi quay nó không để ý. Hả, mà đi thắt, cái thắt ý thì thôi, nó lụm liền. Thôi rút kinh nghiệm đi, đi mua sữa rửa đi. Để thôi tối mày nghỉ ngủ luôn á. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi ok em rồi. Rồi đi. Rồi qua anh em ơi. Mấy ai đồ bán xe đó. Mai chia sẻ cho anh em kinh nghiệm nha. Má vô này cướp bóc ghê quá.